Trong hành trình 100 giờ Farm Elite Răng phần 1, Bùm đã lên được răng 5 Toilet Fighter, có thể xây 18 unit và sở hữu kỹ năng Extra Mini. Và quan trọng nhất là Bùm đã test qua nhiều đội hình, nhiều chiến thuật khác nhau để giúp các bạn có được cách farm Elite Răng nhanh nhất. Mà đó là theo trải nghiệm của Bùm thôi nha các bạn. Đó chính là 38 kinh nghiệm 1 phút, nếu có x2 là 76 kinh nghiệm 1 phút. Đương nhiên là mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Trong phần 2 này, Bùm lại đưa ra thêm 10 đội hình, 10 bài test mới, so sánh nó với nhau để xem cách nào là nhanh nhất. Bùm sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian farm lại. Thay vì phải bỏ ra 1 tháng thì chỉ cần 2 tuần, thay vì bỏ ra 2 tuần thì chỉ cần 1 tuần thôi. Việc của các bạn rất đơn giản, chỉ cần xem hết video này là xong. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn chai Sting, uống bì snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Chào mừng 30 tháng 4 1 tháng 5, cửa hàng Bùm Roblox khuyến mãi cực khủng. Thẻ dưới 200.000 khuyến mãi 40%, thẻ trên 200.000 khuyến mãi 100%. Mỗi thông tin chi tiết bạn hãy kiểm tra phần ghim bình luận phía dưới nhé. Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bùm Roblox ngang. Rồi nghe giới thiệu rồi đúng không các bạn? 10 đội hình, 10 cách chơi khác nhau, thì trong 10 đội hình đó Bùm sẽ giải thích cho các bạn nghe như thế này. Bùm sẽ làm 10 đội hình để chúng ta có thể đi là 10 quay, 20 quay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 quay. Và mỗi đội hình nó sẽ có mức giá khác nhau để phù hợp với tất cả các thể loại người xem luôn nha các bạn. Bùm sẽ làm sao để cho gọi là tối ưu nhất về số tiền nha các bạn. Ví dụ giống như là test cái đội hình nào mà qua quay 10 đó các bạn, Bùm làm sao cho rẻ tiền nhất. Qua quay 20 rẻ tiền nhất để qua quay 20, nhưng mà thời gian nó vẫn phải nhanh nha, rẻ tiền nhất 34. Tóm lại, sau cái video này nếu mà các bạn xem đó thì gần như là tất cả các bạn sẽ có được cái đội hình cho riêng mình, và các bạn sẽ biết được cái cách farm tốt nhất cho riêng mình. Ok chưa? Ổn định chưa? Nếu mà ok ổn định rồi thì chúng ta đến với đội hình 1 và 10 quay. Ở đội hình số 1 chúng ta chỉ cần đem theo một con Lucky Speakerman. Tuy nhiên chúng ta có hai cách để farm nha các bạn. Cách thứ nhất là chúng ta cho unit chạy ở 3 quay đầu, cứ cho nó chạy vào thôi các bạn, và chúng ta chỉ đép ở quay thứ tư. Tuy nhiên nha, ở thời điểm hiện tại Bùm quay cái video này và Bùm nghĩ là chắc là nó sẽ cố định luôn đó các bạn, nó sẽ không tính full ép cho các bạn ở quay 10 nha mọi người. Thì bây giờ Bùm sẽ test thử cho các bạn coi nè. Đây rồi ha, tất cả các con toilet ở quay 3 nó sẽ đi, và khi mà đi vô trong kia là chúng ta cũng vừa kịp đép tới cái quay 10 các bạn. Cho nên là một số bạn sẽ dùng cái cách này nha, nhưng mà Bùm không khuyến nghị làm như vậy. Tại sao thì các bạn coi đi rồi các bạn sẽ hiểu ha. Đây các bạn ơi, chúng ta đến quay 10 rồi. Lúc này các bạn sẽ thấy một trường hợp là chúng ta vừa kết thúc cái con boss ở đây thì cái tụi toilet nó cũng sẽ tông vào chơi cái camera temple của mình, nhưng mà nó sẽ không tính điểm của ba cái con mà nó gọi là ba cái quay đầu tiên nha các bạn. Đây Bùm để các bạn coi là nó chạy vào rồi các bạn sẽ biết nè. Đây vô đi mấy anh. Đó, đúng thời gian các bạn chỉ có 2 phút 45 giây, và ở đây nó cũng ghi nhận cho các bạn là 10 quay, nhưng mà tổng cái kinh nghiệm các bạn chỉ được 42 thôi các bạn. Còn bây giờ Bùm sẽ thử đép liền toilet ở tại quay 1 luôn các bạn ha. Rồi ok các bạn, Bùm đã đến quay 10 rồi. Lúc này thì khi con boss mà Bùm xử lý xong, Bùm sẽ tiến hành bán và Bùm cho nó vào ở trong cái cameraman temple của mình luôn ha. Thì nói tóm lại là cái cách này đó thì Bùm gọi là Bùm cũng đã test rồi các bạn, chứ không phải là chưa test đâu các bạn. Nhưng mà Bùm không khuyến nghị xài nha. Chút nữa có cái kết quả đi rồi Bùm sẽ trả lời cho các bạn vì sao Bùm không khuyến nghị sử dụng cái cách này ha. Ok, kết quả có này nè các bạn có thấy biết khác biệt không? Chúng ta bây giờ là vẫn là 10 quay nhưng mà cái kinh nghiệm là 60. Tuy là thời gian nó có tăng lên một xíu nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng ta là nhận về nó cũng khá. Thì bây giờ nếu mà chia ra trung bình đó các bạn, nếu mà không có x2 á, thì chúng ta sẽ được 20 kinh nghiệm trên 1 phút. Một cái số kinh nghiệm phải nói là cực kỳ lõ nếu mà so với lại các cái cách của Bùm. Và thêm một vấn đề này nữa nè các bạn, cứ mỗi 2-3 phút các bạn phải chạy ra chạy vô để mà làm một lần. Bùm hứa với các bạn, các bạn chỉ cần farm đâu đó từ 5 cho tới 10 trận thôi thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ nản. Các bạn nghỉ game, bởi vì lúc đó các bạn sẽ thấy gì? Game nó chơi mình chứ mình không có chơi game. Và các bạn biết cày răng để làm gì? Cày răng để leo top elite. Các bạn làm như vậy nó rất là cực các bạn. Cái cảm giác chơi game như vậy nó Bùm thấy là thôi thì chúng ta làm gì chi vậy, trong khi đó chúng ta không gọi là chơi một game chơi cho đáng, vừa chơi vừa thể hiện kỹ năng vừa đồ này kia các kiểu mà kinh nghiệm nó gấp 2 gấp 3 lần cái đó, đúng không? Bùm đã nói rồi, cái lần trước mà Bùm chơi đó là chỉ trong vòng 1 phút thôi chúng ta có thể là lên tới 3 38 kinh nghiệm các bạn, chứ làm gì 20 mấy kinh nghiệm nó ít. Còn một số bạn nói là thôi thì cài auto cũng được. Nếu mà các bạn cài auto thì cái tổng thời gian các bạn farm nha, nó lại tiếp tục nhân lên 2 lần các bạn. Không phải là 3 phút là một lần 10 quay đâu, có thể là 6 phút. Và các bạn biết cái gì không, điện thoại, máy tính khi các bạn treo như vậy nó sẽ hư, nó sẽ bị khấu hao, đặc biệt nhất là cái điện thoại nha các bạn. Các bạn treo Bùm nghĩ là các bạn treo cỡ gần 3-4 ngày thôi thì cái máy điện thoại đó rất có thể là nó banh luôn đó các bạn, và các bạn không leo được răng cao đâu. Và Bùm biết luôn đó không phải là tiền của các bạn. Còn nếu mà đó là tiền mà các bạn mua điện thoại thì lại càng không nên treo auto. Cái điện thoại nó nóng lên các bạn, sạc kim sạc đúng không, rồi sau đó các bạn ngồi cài auto rồi các bạn nó cài 8 tiếng 10 tiếng lên rồi này kia các kiểu. 3 ngày sau cái điện thoại 1 triệu mấy, 2 triệu, 5 triệu 7 triệu, nó hư chi vậy, sống chi cho cực vậy. Sao chúng ta không vào một số cái shop uy tín ví dụ giống như shop của Bùm chẳng hạn, chúng ta bỏ ra một xíu tiền nho nhỏ thôi để chúng ta gọi là vừa chơi game vừa trải nghiệm vừa có thể farm được nó. Cho nên là cách nãy Bùm xin phép loại nha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với đội hình thứ 2 và làm sao đi được 20 quay nha. Các bạn đừng để ý cái nhân vật của Bùm nó bị lát cho nên nó đen đen gì đó. Không hiểu sao mới vô trời đen thùi. Ở trận này chúng ta cũng làm tương tự như là khi chúng ta có một con Lucky, bằng cách đó là chúng ta sẽ xây con Lucky để ép liền cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên các bạn đừng ốp cái con Lucky Speakerman này lên nha các bạn. Các bạn hãy để tiền đó và xây cái con Lepracow Cameraman, con Cameraman cậu vòng đó các bạn. Đây rồi các bạn, đến quay thứ 5 chúng ta đã đủ tiền và chúng ta sẽ đặt cái con Cameraman cậu vòng ở ngay đây để nó có thể là xử lý toilet liền nhá. Đến quay thứ 9 các bạn sẽ đủ thêm một cái lượng tiền nữa, chúng ta lại xây một cái con thứ 2 lên nha. Chúng ta cứ xây trên một cái đường thẳng như vậy thôi các bạn, rất đơn giản. Đến quay thứ 14 thì các bạn đủ tiền để up một cái con Lepracow Cameraman level 2 nha các bạn. Ở quay thứ 18 thì chúng ta sẽ up cái con Cameraman cầu vòng level 2 hồi nãy đó lên level 3. Như Bùm nói với các bạn là Bùm đang cố gắng làm sao để giúp cho các bạn có một cái đội hình mà nó rẻ tiền nhất để các bạn đi. Có nghĩa là lúc này thì Bùm sẽ không ưu tiên vào việc sử dụng cái con Green Laser các bạn, bởi vì con Green Laser hiện tại đang bán trên thị trường riêng nó thôi nó đã là đâu đó là 800-900 gem, hoặc có thể là cái số gem nó còn nhiều hơn nữa. Cho nên đó là Bùm chỉ gọi là làm ra một cái đội hình làm sao cho những cái con unit mà các bạn đem theo đó là nó rẻ, và đôi lúc đó là cái thời gian đi nó sẽ chậm hơn việc các bạn sử dụng thêm một cái con Green. Nhưng mà thôi thì làm sao, Bùm đang nói rồi, làm cái video này cho nhiều người có những cái lượng gem khác nhau chúng ta sẽ chơi được ha. Rồi quay thứ 20 các bạn up cái con cầu vòng này từ level 1 lên level 2. Khi mà xử lý xong cái con boss thì chúng ta sẽ bán đi tất cả và chúng ta xem là cái tổng thời gian bao nhiêu các bạn ha. Xong rồi đó các bạn, bây giờ chúng ta bán đi ha. Chúng ta bán tất cả unit. Trong bài test 20 quay này chúng ta sẽ nhận được 140 kinh nghiệm với thời gian là gần 7 phút. Nếu chia ra thì là 20 kinh nghiệm 1 phút nha các bạn. Và đây cũng là một cách farm cực kỳ lõ các bạn ơi. Bùm không khuyến khích các bạn farm cách này nha. Nói chung là cái điểm kinh nghiệm quá thấp các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài test thứ 3. Đó chính là đi 30 quay xong rồi để lọt các bạn ha. Để mà tối ưu được thời gian thì ở level 1 các bạn xây cái con Lucky Speakerman lên để đép đầu. Sau đó xây 2 con Santa lên. Và đến quay thứ 5 bạn đã có thể là xây cái con Lepracow lên được rồi. Và lúc này chúng ta mới quay trở lại, chúng ta farm thêm một xíu tiền các bạn ha. Ở quay thứ 8 thì các bạn sẽ tạm ngừng farm lại. Chúng ta sẽ để số tiền còn lại ở phía dưới này để mà up được cái con Cameraman cầu vòng này từ level 1 lên level 2. Bởi vì nếu mà các bạn không làm như vậy thì chúng ta sẽ không đép được cái con boss ở quay thứ 10 nha. Ok các bạn, Bùm đủ tiền up lên level 2 luôn rồi nè. Giờ thì chỉ việc quay trở lại và farm Santa thôi. Quay thứ 13 bạn lại tiếp tục tạm ngừng farm tiền để có thể up được cái con lép này lên level 4. Đây rồi, chúng ta up lên level 4. Việc farm Santa TV Man chỉ cần các bạn làm sao xây cho Bùm đủ 3 con và farm lên level 5 là được rồi. Chúng ta không cần phải xây và nhiều đâu nha các bạn. Rồi lúc này để mà tối ưu thời gian hơn nữa đó thì các bạn sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ xây cái con LED thứ 2 lên. Chúng ta không cần đợi tiền và up cái con LED này lên max nha các bạn, tại vì 7.777 tiền là một số tiền mà chúng ta phải chờ đợi khá là nhiều quay đó các bạn. Cho nên chúng ta cứ xây lên luôn đi, việc gì đâu phải đợi ha. Rồi up con thứ 2 lên level 2 luôn nè. Tiếp tục up con thứ 2 lên level 3. Ở quay thứ 19 thì Bùm đã có thể up một con Cameraman cầu vòng từ level 3 lên level 4. Lúc này việc của các bạn rất là đơn giản thôi, đó chính là chỉ việc là xây cái con Cameraman cầu vòng, về số lượng lẫn về chất lượng là tùy theo tình huống. Bạn thấy là nó hơi lọt chẳng hạn thì các bạn xây thêm, còn bạn thấy nó được rồi thì cứ đợi tiền và up những cái con này thôi. Nhưng mà riêng đối với những cái quay ban đầu á, những cái quay gọi là bản lề để mà chúng ta có thể là chúng ta farm làm sao cho nhanh cho nó đúng á, thì Bùm đã hướng dẫn các bạn hết rồi. Còn từ đây đến quay 30 là rất dễ các bạn, không có vấn đề gì mà phải suy nghĩ các bạn ha. Đến quay thứ 30 thì chúng ta sẽ bán tất cả những con Santa mà chúng ta có, sau đó up một cái con này lên max. Rồi nếu mà còn số tiền còn lại nữa thì chắc là Bùm sẽ xây thêm ha. Ok, bây giờ khi mà chúng ta tiêu diệt xong cái con boss này thì chúng ta sẽ tiến hành bán tất cả những cái con lép của mình luôn nha. Rồi, được rồi các bạn, chúng ta bán và chúng ta để cho nó chạy vào ha. Kết quả cuối cùng đã có rồi, chúng ta đã chiến thắng được 30 quay và có trong tay là 240 kinh nghiệm trong thời gian là khoảng đâu đó 9 phút. Bây giờ Bùm sẽ chia thử và biết được là kết quả là 26,7 kinh nghiệm trên 1 phút. Có nghĩa là đây là cách tốt hơn rất nhiều so với các bạn đi 10 quay hoặc là 20 quay. Ở bài test thứ tư thì chúng ta sẽ đi thử 40 quay và để cho toilet lọt nha. Lúc này bạn biết rồi đó, ở quay thứ 40 chúng ta sẽ gặp con Leak Toilet, cho nên là chúng ta sẽ trang bị thêm con Mewing TV Man để có thể stun toilet lại. Còn về cách xây và cách đặt unit thì nó cũng tương tự giống như là các bạn đi 30 quay, cho nên là Bùm sẽ không hướng dẫn quá kỹ về cái cách đi của 40 quay nha các bạn. Bùm chỉ có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn thôi, đó chính là thay vì chúng ta farm tổng cộng là 3 con Santa TV Man lên level 5 thì chúng ta sẽ farm 2 con level 5 và một con level 7 nha. Rồi Bùm đến quay 40 các bạn ha. Bây giờ Bùm sẽ bán tất cả những cái con Santa của mình. Rồi sau đó Bùm up được bao nhiêu con lép với lại cái con Mewing thì Bùm up nha. Ở đây thì nói chung là các bạn sử dụng rồi là 3-4 con Mewing gì đó, còn lại các bạn xây cái con lép là xong rồi. Nói chung là cũng đơn giản rồi các bạn. Quan trọng là không biết rồi, Bùm không biết là cái con Leak Toilet nó có bị xử lý hay không thôi. Nó là cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện con Leak này nè các bạn. Bùm sợ là hồi nó buông ra nó chạy vậy các bạn. Nhưng mà có vẻ là nó sẽ bị xử lý đó các bạn. Thậm chí là chúng ta thấy là nó đang bu là chúng ta đi được trên luôn đó. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bán tất cả những cái con unit và đợi xem là cái kết quả của mình là bao nhiêu nha. Rồi hệ thống ghi nhận cho chúng ta đến quay thứ 40 với số ẹp là 340 và thời gian là chưa tới 13 phút. Nếu mà Bùm chia chuẩn thì nó nằm đâu đó 26.5 kinh nghiệm trên 1 phút. Nói chung nó cũng là một cái phương án khá hay đó các bạn. Tóm lại là các bạn đi 30 quay, 40 quay tốt hơn rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta đến với bài test tiếp theo là đi 50 quay nha. Và lúc này Bùm sẽ bổ sung thêm con Toxic Upgraded Titan Cameraman để vừa làm dam vừa làm slow nhá. Khi mà muốn đi 50 quay đó các bạn, đòi hỏi các bạn phải đặt vị trí các cái con unit làm sao cho nó tốt nhất, chứ chúng ta không thể dồn unit ra đằng trước để tận dụng tối đa những cái quay đầu được. Cho nên là chúng ta chỉ có thể là nhanh bằng cách là sử dụng cái con Lucky Speakerman để đép dùm những cái quay đầu thôi, còn lại các bạn sẽ xây dịch ra phía sau nhá. Ở quay 8 đã đến lúc chúng ta xây con lép thì Bùm khuyến nghị các bạn hãy xây cái con lép ra ở vị trí này nè các bạn. Có nghĩa là cái vị trí nó có thể bắn xéo lên đây, thì khi đó nó vẫn tiêu diệt toilet được ngay từ cửa ra vào, hoặc là nó bắn thẳng ở đây thì đều được. Nó là một cái vị trí khá là tối ưu đó các bạn. Rồi đến quay 10 các bạn up cái con Lepracow Cameraman này lên level 2 luôn. Ở quay 15 tiếp tục chúng ta up lên level 3. Bùm thấy là con cameraman cầu vòng có thể đép cho chúng ta rất là tốt, cho nên là Bùm quyết định sẽ tận dụng cái khoảng thời gian này để có thể là farm tất cả các con Santa lên level 8, có nghĩa là level max đó các bạn. Rồi sau đó chúng ta mới xây dựng các con unit sau ha. Đến quay thứ 21 thì tất cả Santa của Bùm đã max, thì dù là những cái con toilet nó bắt đầu nó di chuyển vào bên trong nhưng không sao các bạn. Bây giờ chúng ta đã có thể tạm ngừng farm tiền lại được rồi. Chúng ta bắt đầu xây dựng unit thì chúng ta hoàn toàn có thể đép được. Đầu tiên là Bùm sẽ up cái con led này lên level max. Sau đó Bùm sẽ bổ sung thêm một cái con Mewing TV Man để mà có thể stun tất cả lũ toilet lại. Thì Bùm sẽ lựa cái vị trí ngay này nè các bạn. Nó cũng khá là ok nha. Với cái việc mà được búp tầm đánh thì chúng ta chỉ việc up lên max là có thể đép toilet rất là ổn định các bạn. Lại tiếp tục xây một con Mewing lên nữa, lại tiếp tục xây một con Mewing lên nữa và chúng ta up max Mewing thứ 3 và up max. Từ quay 30 đổ đi Bùm thấy là có khá nhiều cái con toilet nhiều máu, cho nên Bùm nghĩ là 4 con Mewing đã là đủ đam và đủ cái lượng stun rồi các bạn. Chúng ta bắt đầu xây cái con Toxic lên. Thì cái con Toxic này các bạn phải đảm bảo là nó ở trong vòng tròn của con lép này, và làm sao nó cũng hơi nó ở ngoài này một xíu nè các bạn, để đảm bảo một cái điều là nó có thể đánh toilet ngay lập tức ha. Đồng thời Bùm sẽ chuyển cái con Toxic này sang chế độ Target luôn. À quên nữa, con lép ga câu này Bùm sẽ để lát để lúc nào nó cũng bắn xéo cái đường này để nó lượng đam nó luôn luôn là tối đa các bạn ha. Với lượng tiền mỗi quay cho được từ việc tiêu diệt toilet cộng với Santa TV Man, lúc này Bùm nghĩ chúng ta chỉ nên xây cái con Toxic Upgrade Titan Cameraman và up max thôi. Bởi vì Mewin nó tuy là đa mục tiêu thật đấy, nhưng mà nói gì thì nói, DPS nó chỉ nằm đâu đó 15.000, còn Toxic DPS nó lên tới 45.000 và nó còn có slow toilet nữa các bạn. Rồi Bùm đặt một con Toxic nữa nè, rồi up max lên. Bùm sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến quay thứ 50 các bạn ha. Đến quay 50 rồi, bây giờ Bùm sẽ bán cả 3 con Santa này đi. Bán tất cả đi các bạn ơi. Và sau đó up cái con Toxic Upgraded Titan Cameraman. Bùm quên nữa, Bùm sẽ mở cái chỉ số boss của cái con toilet này ha. Khi mà Bùm tiêu diệt được cái con boss này xong rồi á, Bùm đi qua hết cái quay 50 này rồi á, sẽ tiến hành bán tất cả các con unit các bạn nha. Đấy, chúng ta tiêu diệt hết tất cả những cái đám trong cái khúc này nè các bạn, là có thể bán được rồi đó. Ok, để phết lại hết các bạn ơi, để mà nó có thể là nó dí vô con này nè. Rồi, chắc là lúc này là bắt đầu bán dần là được rồi mọi người. Bùm đã bán hết rồi nha. Để xem cái cách mà chơi đến quay 50 này chúng ta sẽ được bao nhiêu ép trong thời gian bao lâu nha. Vậy là chúng ta đã nhận được 490 kinh nghiệm trong thời gian là 17 phút. Nếu chia ra thì kết quả là tốt nhất từ nãy tới giờ các bạn, đó chính là 29 kinh nghiệm trên 1 phút nha các bạn. Nói chung là càng đi lên quay cao, chúng ta càng thấy là việc đi nhiều nhất có thể sẽ giúp cho chúng ta farm nhanh hơn. Nhưng mà tất cả điều đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Vậy thì chúng ta đến với cái việc là sử dụng đội hình tiếp theo để đi đến quay 60, xem là dự đoán của chúng ta có đúng hoàn toàn không nha. Mời bạn đến với đội hình số 6 đi 60 quay. Trong đội hình này thì thay vì Bùm sử dụng con Lucky Speakerman để mà đép giai đoạn đầu, thì Bùm sẽ thay nó bằng cái con Announcer để đảm bảo một điều rằng ở quay từ 50 cho tới 60 chúng ta có đủ lượng đam, chúng ta có đủ cái tốc độ đánh để có thể tiêu diệt toilet tốt hơn. Đương nhiên như vậy thì chúng ta sẽ để một vài cái con toilet này lọt vào bên trong, nhưng chuyện đó nó không quan trọng đâu các bạn. Quan trọng nhất là chúng ta phải đi đến 60 quay làm sao cho tốc độ nhanh nhất các bạn ha. Về đội hình đi 60 quay này thì cũng tương tự với đội hình đi 50 quay, cho nên Bùm sẽ không nói quá chi tiết, Bùm chỉ đến tới cái khúc là gần cuối để mà các bạn có thể biết được kết quả thôi nhé. Ok, thời điểm này Bùm đã đến được quay thứ 56, trong đó Bùm đang xây dựng một cái con Announcer ở đây để có thể búp tất cả những con unit của mình ha. Và Bùm chỉ sử dụng số tiền của mình để mà xây tổng cộng là 4 con Toxic Upgraded Titan Cameraman thôi. Phần còn lại là Bùm sẽ xây Mewing TV Man. Lần này Bùm xây nhiều Mewing là bởi vì chúng ta đã có cái sự búp của con Announcer, chúng ta có thể tận dụng được tối đa cái sức mạnh của cái việc đánh AOE của nó. Và cũng giống như tất cả những lần chơi trước thì Bùm muốn gọi là chơi giống như tất cả các bạn nha. Bùm có thể xây 18 con nhưng Bùm không dùng cái tiền để xây đủ 18 con các bạn, Bùm chỉ xây đúng 15 con cũng giống như là các bạn, bởi vì Bùm test cho các bạn mà, muốn cho các bạn biết được cái kết quả cuối cùng là gì. Cho nên nếu mà xây 18 con thì các bạn đâu còn giá trị tham khảo nữa đúng không? Rồi các bạn ơi, chúng ta đến quay 60 rồi. Bùm sẽ đợi cho khi mà nó tiêu diệt xong cái con boss Frost Skeleton Toilet này, Bùm tiến hành bán tất cả các unit và auto skip lên để cho toilet nó vượt vào trong, và chúng ta sẽ bắt đầu đếm thời gian cũng giống như kinh nghiệm các bạn ha. Ok các bạn ơi, con boss đã rồi, bây giờ Bùm sẽ tiến hành auto skip lên để nó vượt qua vào, và chúng ta sẽ bán hết tất cả unit để nó đi cho nhanh đó các bạn, chứ không mà chúng ta cứ để lại thì nó đi khá là lâu đó các bạn. Những cái giống như còn những con Mewing này mà nó tune lại cũng giống như Toxic mà làm chậm lại đó thì rất là lâu mất, cũng coi như là nó đi nó sẽ xa hơn nữa đó các bạn. Rồi kết quả đã có các bạn ha. Chúng ta sẽ farm được 634 kinh nghiệm trong thời gian là 22 phút. Bây giờ Bùm sẽ chia nhá. Vậy là kết quả của việc đi 50 quay và 60 quay đều giống như nhau các bạn. Các bạn có thể farm được là 29 kinh nghiệm trên 1 phút nhá. Trước khi đi đến tới lần test của việc đi 70 quay thì Bùm muốn chia sẻ với các bạn như sau. Đội hình này thật ra cũng có thể đi được 70 quay và Bùm cũng đã lên một video cho các bạn xem rồi. Tuy nhiên nếu mà đi như vậy thì thời gian nó sẽ khá là lâu đó các bạn. Cho nên để tối ưu hơn thì Bùm sẽ thay cái con Toxic này nè bằng cái con Astro các bạn ơi. Astro nó sẽ ok hơn rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử vào map và test nhá. Ok các bạn, Bùm đã đến được quay thứ 68, trong đó Bùm sẽ sử dụng gồm có 7 cái con Astro Upgraded Titan Cameraman. Phần còn lại thì Bùm sẽ xây dựng Mewing TV Man. Đương nhiên là phải có một con Cameraman cầu vòng với lại một cái con Announcer rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đợi đến quay thứ 70 và chúng ta sẽ tắt auto skip, đợi cho những cái con unit của mình tiêu diệt toàn bộ toilet và kiểm tra xem tổng thời gian chúng ta đi là bao nhiêu và cái kết quả kinh nghiệm chúng ta nhận được là bao nhiêu nhá. Ok các bạn, chúng ta đón nhận kết quả nha, là 784 kinh nghiệm khi mà các bạn chiến thắng được quay 70 đó, và cái thời gian của mình là gần 26 phút các bạn ha. Kinh nghiệm mà chúng ta nhận được là khoảng đâu đó 31 kinh nghiệm trên 1 phút. Cái kết quả tốt nhất từ nãy đến giờ các bạn nha. Để có thể đi 80 quay full auto skip thì rõ ràng một điều là những cái đội hình mà free to play hoặc là đội hình dành cho cái người cày đó các bạn, nó cũng rất là khó để làm cái chuyện đó. Bởi vậy thì Bùm muốn tạm kết nhẹ tại đây nha. Những người chơi free to play hãy nghe theo Bùm. Chúng ta nên cố gắng đem theo một cái đội hình nào đó và đi xa nhất có thể nha các bạn. Các bạn cứ auto skip lên. Bùm nghĩ là đội hình này các bạn còn có thể đi xa hơn nữa. Nó không phải là 70 quay, có thể 71, 72, 73, 70 mấy gì đó các bạn, thì các bạn cứ để đó. Chứ các bạn đừng nên farm theo cái kiểu là gọi là ít quay rồi các bạn gọi là cho nó thua nha. Đấy, bài test của Bùm rất rõ ràng rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với đội hình để mà làm sao đi full 80 quay. Thì trong đó như Bùm nói, không thể nào mà chúng ta free to play được. Cho nên Bùm sẽ cất con Announcer đi và đổi thành con DJ TV Man. Tóm lại là cái nửa khúc sau này toàn là đội hình pay to win thôi các bạn. Bởi vì chúng ta phải auto skip lên tới 80, 90 và phải chơi được tới 100 quay rồi. Cho nên là bạn nào free to play có thể là chúng ta biết được những cái vấn đề mà Bùm chia sẻ rồi. Đến lượt những bạn pay to win, tại sao chúng ta không thử, đúng không? Chúng ta sẽ thử xem đi 80 quay, 90 quay, 100 quay thì phương án nào là ok nhất, đúng chưa? Thôi vào chơi luôn nè. Tuy rằng đây là đội hình pay to win, nhưng để auto skip được 80 quay, bạn cũng phải biết cách xây, cũng giống như là biết cách lựa chọn lạc unit nào, tỷ lệ như thế nào. Trong đây thì một cái đề xuất của Bùm như thế này nhé. Đương nhiên là chúng ta có cái con DJ TV Man nằm ở cái khu vực này để có thể búp được tất cả những con unit mà chúng ta xây lên. Cái thứ hai chính là cái con Lepracow, Bùm để ở đây để nó có vừa có thể búp được cái tầm đánh, vừa có thể là nó chặn được những cái đòn đánh của những con toilet nữa các bạn, những con toilet tool đó. Rồi chúng ta sẽ xây tổng cộng là 3 con Mewing. Tại vì nếu mà các bạn gọi là muốn xây gọi là số lượng Astro Upgraded Titan Camera lên nữa đó các bạn, cũng rất là khó các bạn, gần như là không được. Cho nên đó là chúng ta phải bổ sung 3 con Mewing TV Man nha các bạn. Đâu có để đủ tiền đâu mà chúng ta xây Astro. Rồi phần còn lại để Bùm đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 con Astro Upgraded Titan Cameraman. Và Bùm sẽ mở rộng lên ở đây để các bạn có thể là nhìn thấy cái layout của Bùm, cũng giống như là biết cái cách mà Bùm xây như thế nào để mà các bạn có thể auto skip cho đến quay thứ 80 mà không gặp vấn đề gì nha các bạn. Thực tế mà nói thì Bùm vẫn có thể là cầm cái này để tiếp tục auto skip, nhưng mà cái phần test này của mình đó, nó chỉ dừng lại ở mức 80. Và Bùm cũng có nói với các bạn rồi, trong đó thì chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta đi xa nhất có thể là được rồi. Còn lại thì cái đội hình nào cũng được các bạn. Thông qua những cái lần test nãy giờ đó, các bạn đừng có gọi là chơi theo kiểu 10 quay, 20 quay, 30 quay nữa, nó không hiệu quả đâu các bạn. Thôi bây giờ chúng ta trở lại thì đã đến quay thứ 79 rồi ha. Như cam kết của Bùm thì Bùm cũng chỉ xây ở đây là 15 trên 18 unit thôi, không có xây nhiều, chứ nếu mà Bùm gọi là xây nữa thì rất có thể là chúng ta đi còn ghê nữa. Rồi bây giờ Bùm sẽ tắt auto skip và chúng ta sẽ chờ đợi nó tiêu diệt cái con boss ở quay thứ 80 và để cho toilet vào xem là cái kết quả cuối cùng là gì ha. Ok các bạn, Bùm đã xử lý gần như xong toàn bộ các con toilet rồi. Bây giờ chúng ta lại auto skip lên và tiến hành bán tất cả những cái con unit của mình ha. Rồi khi con airplane này tông vào, chúng ta sẽ biết được kết quả nha. Đó là gì đây? 80 quay, 934 kinh nghiệm và thời gian của chúng ta là 29 phút nha các bạn. Đúng như Bùm dự đoán các bạn, chúng ta sẽ được đâu đó là 32.2 kinh nghiệm trên 1 phút. Kết quả tốt nhất từ trước tới giờ nha các bạn. Đương nhiên rồi, đây là kết quả của Pay to Win. Để có thể auto skip đến quay 90, bắt buộc Bùm phải đem theo đội hình tốt nhất của Bùm. Đó chính là chúng ta sẽ thay cái con Lepracow trở thành con Hyper Upgraded Titan Speakerman. Đây, đội hình mạnh nhất mà đội hình Pay to Win dữ nhất trong video này từ nãy tới giờ ha. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ auto skip đến quay 90 nha. Ok các bạn, chúng ta đã đến tới quay thứ 89 rồi ha. Đội hình mà Bùm đang sử dụng ở đây chúng ta sẽ phân bổ như sau: một cái con DJ TV Man có thể búp cho tất cả những unit, hai con Mewing TV Man nha các bạn, một con Mewing nằm ở góc dưới này, một con Mewing nằm ở góc này. Con này Bùm vẫn chưa up mát luôn nè các bạn. Wow, nãy giờ quên luôn đấy. Thôi tới quay 90 Bùm tắt auto skip nha nha. Rồi Bùm sẽ sử dụng 3 con Astro Bùm đặt ở vị trí này. Phần còn lại là Bùm sẽ xây con Hyper Upgraded Titan Speakerman. Các bạn sẽ hỏi là ủa xây làm chi cho nó 3 con Astro cho nó dư? Thì Bùm xin trả lời với các bạn là chúng ta không đủ tiền up đâu các bạn. Các bạn bây giờ các bạn mà thay con Astro bằng cái con Hyper là cái chuyện không thể. Tại sao? Riêng nè, các bạn thấy cái con Astro cuối cùng này không các bạn? Bùm mới chỉ có up được tới level 4 thôi, chứ chưa thể up được đến level 5 đó các bạn. Và trừ trường hợp là các bạn gọi là đi xa hơn nữa. Còn với trường hợp là chúng ta chỉ đi trong vòng 90 quay này thì đây là cái cách tốt nhất rồi các bạn. Và đây là cái cách không có cách khác các bạn. Cái cách này là cái cách duy nhất để mà chúng ta đi tới quay thứ 90 và auto skip đó các bạn. Thì hiện tại Bùm đang ở phút thứ 30 và chúng ta coi như là khi mà tiêu diệt con boss này thì Bùm nghĩ chắc cũng tương đối đó các bạn. Đâu đó nó phải 1-2 phút gì đó chúng ta mới có thể là tiêu diệt nổi cái con boss đó ha. Và sau khi tiêu diệt con boss xong thì Bùm sẽ tiến hành bán tất cả những unit và đợi chờ xem đội hình Pay to Win này có thể giúp cho chúng ta đi trong khoảng thời gian bao nhiêu và tổng số kinh nghiệm chúng ta nhận được là bao nhiêu các bạn ha. Rốt gần hết toilet con boss ở quay 90 đã gần bị tiêu diệt rồi. Đây 3%, 2%, 1%. Bùm auto skip lên và Bùm bắt đầu bán unit nha các bạn. Bùm sẽ tiến hành bán trước mấy cái con Astro này đi cho nó đừng slow toilet lại nha các bạn. Làm sao cho cái tốc độ nhanh nhất có thể nha. Đừng tu này hết anh ơi. Anh ơi đừng đánh. Anh ơi đừng búp. Rồi đi hết đi mấy anh. Wow, bán xong có gần 384.000 tiền luôn nè các bạn. Ok, khoảnh khắc sự thật đã tới. Phạt phạt phạt. Chúng ta nhận được 1.134 kinh nghiệm khi mà chiến thắng quay thứ 90. Và tổng số thời gian là 33 phút. Bùm thử chia nhá. Chính xác các bạn ơi, 34 kinh nghiệm trên 1 phút nha. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ok, giờ là lần test cuối cùng. Chúng ta sẽ thử đi 100 quay trong thời gian nhanh nhất, xem là cái tổng số kinh nghiệm như thế nào nha. Ở video trước thì các bạn cũng biết rồi, trong phần 1 thì hiện tại tất cả các lượt test nó vẫn không có cái lượt test nào mà tốt bằng phần 1 các bạn. Bởi vì phần 1 Bùm chỉ cần tiêu diệt toilet ở quay thứ 99 và chúng ta nhận được là 38 kinh nghiệm trên 1 phút nha. Một cái sự chênh lệch cũng tương đối lớn nếu mà so với cái con số 34 hồi nãy đó các bạn. Bởi vì nếu các bạn nhân lên cái số phút xa đó các bạn thì nó rất là nhiều, và đội hình thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Ok, bây giờ Bùm sẽ xả đến cuối để xem là cái kết quả của mình là như thế nào ha. Để có thể đi 100 quay một cách nhanh nhất thì Bùm quyết định là tận dụng tất cả những cái con unit mà Bùm có các bạn. Có nghĩa là Bùm sẽ xây 18 trên 18 luôn nha các bạn. Và ở quay thứ 91, có nghĩa là vừa qua quay boss đó các bạn, Bùm thấy là những cái con Giant tên kỳ toilet này nó còn khá nhiều máu và nó gây ra rất là nhiều cái khó chịu khi mà nó dùng cái tuyệt kỹ stun của nó đó các bạn. Thì những cái con Astro Upgraded Titan Cameraman của Bùm không còn hiệu quả trong cái việc slow, và vì vậy là lũ toilet bắt đầu kéo vào rất là nhiều các bạn. Cho nên ở quay này thì Bùm quyết định là Bùm sẽ tắt auto skip, đợi khi nào Bùm giải quyết cho xong những cái con toilet ở những cái quay này rồi chúng ta sẽ tiếp tục auto skip, hoặc là chúng ta sẽ linh động làm sau đó để mà đi được đến quay 100 một cách nhanh nhất nha các bạn. Thì nói chung là không thể nào các bạn ơi, không thể nào skip được nữa thì chúng ta phải dừng thôi. Mà nhiệm vụ của chúng ta là phải đi đến quay 100 mà các bạn. Chúng ta đến tới quay thứ 100 rồi nha các bạn. Tổng thời gian chúng ta chơi đến thời điểm hiện tại là 37 phút. Theo như Bùm đoán thì rất có thể là để tiêu diệt cái con boss ở quay thứ 100 này chúng ta sẽ mất đâu đó là 2-3 phút gì đó các bạn. Cộng với thời gian mà chúng ta gọi là skip để mà toilet đi thẳng vào ở trong nhà thì nó cũng phải đâu đó thêm khoảng 1 phút nữa. Thì tổng thì Bùm nghĩ là nó đâu đó 5 phút. Theo như dự đoán của Bùm thì có lẽ là phương án này nó không ổn lắm các bạn. Bùm nghĩ là cái kế hoạch cũ đó là ở video ở phần 1 đó các bạn, chúng ta làm sao đi cho nhanh nhất đến quay 99 nó vẫn sẽ ổn hơn. Bởi vì cái quay boss này nó rất là lâu đấy. Mà nếu mà kinh nghiệm đổi lại của nó quá ít thì nó cũng không đáng lắm. Thôi thì chúng ta cứ test mà các bạn, chúng ta sẽ xử test xem là trường hợp này nó sẽ như thế nào nha. Ok các bạn, con boss bây giờ hiện tại chỉ còn có đâu đó 3%, 2%, 1%. Rồi Bùm sẽ auto skip lên và tiến hành bán tất cả những cái con unit của mình ha. À, bán đi anh ơi, đặc biệt là bán trước cái con Astro nha các bạn, đừng cho nó làm chậm những cái con toilet đấy lại. Ê, tính ra con Relic này nó còn chạy chậm hơn mấy con mèo này nữa nè các bạn. Trời ơi, vậy mà cũng mang danh Relic nữa. Đám mèo này vào vô là chúng ta đã kết thúc được trận đấu nha các bạn. Ok, chúng ta xem là bao nhiêu đây. Vừa tròn 40 phút luôn các bạn. Quá trời con số đẹp à. 100 quay chúng ta được 1.334 kinh nghiệm. Vậy là mỗi phút chúng ta farm được 33,4 kinh nghiệm các bạn. Nói chung là cũng được. Tuy nhiên đó lại không phải là phương án farm tốt nhất. Bởi vì ở phần 1 Bùm đã tìm ra cái giải pháp tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần việc tiêu diệt cái con boss ở quay thứ 99. Lúc đó kinh nghiệm mỗi 1 phút chúng ta nhận về là 38 kinh nghiệm trên 1 phút nha các bạn. Rồi ok các bạn, bây giờ Bùm sẽ đến với kết luận cuối cùng nha. Với những người chơi không pay to win thì các bạn cố gắng làm sao đi cho càng xa càng tốt với cái đội hình của mình nha các bạn. Còn những người chơi hệ nạp tiền, hệ pay to win đó các bạn, thì cố gắng làm sao tiêu diệt cái con quái ở quay 99 thôi, và không nên farm ở trên 100 quay nha. Vâng, thì video phần 2 chỉ là một cái bài test mà Bùm muốn đưa cho các bạn để các bạn thấy là cả 10 phương án như thế nào. Từ đó chính các bạn cũng rút ra được cái cách farm của mình, cách farm nào là phù hợp nhất. Và video này thì không phải là video Bùm farm răng nhiều nha các bạn, bởi vì Bùm chỉ test thôi mà. Test cho ra cái phương án tốt nhất, hay còn gọi là mài cho sắc cái lưỡi kiều, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đi chặt củi, đúng chưa? Cho nên là chúng ta chỉ đến được răng 6 thôi, thêm một răng so với phần 1 thôi. Tuy nhiên đến phần 3 Bùm sẽ cố gắng đi thẳng lên răng 10. Nếu các bạn muốn video ra nhanh hơn thì nhớ like, nhớ đăng ký kênh với Bùm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Bye bye.